Xin chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục cắt qua Bắc Bộ nên một đợt mưa mới lại xảy ra trên diện rộng tại đây với tổng lượng mưa từ nay đến hết ngày 8 tháng 6 phổ biến từ 100 đến 200mm cả đợt, có nơi còn trên 250mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất đá, vùng đồi núi và ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp. Người dân cần đề phòng để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Do mưa kéo dài cả ngày nên nền nhiệt tại miền Bắc trong hôm nay tiếp tục thấp, phổ biến ở ngưỡng là từ 29 đến 32 độ vào trưa chiều. Dự báo trạng thái mát mẻ này sẽ còn kéo dài cả tuần tại Bắc Bộ. Rãnh thấp trục Tây Bắc Đông Nam cũng có tác động đến thời tiết các tỉnh, thành phố miền Trung. Mưa xuất hiện rải rác tại khu vực Bắc Trung Bộ nên nhiệt độ cao nhất giảm nhanh, phổ biến chỉ còn từ 30 đến 32 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận thì nhiệt độ dao động trong khoảng là 33 đến 35 độ, nóng chỉ còn xảy ra cục bộ một vài nơi. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh hơn, vì thế mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng gia tăng lên diện từ rải rác đến nhiều nơi. Cục bộ có những điểm mưa vừa, mưa to và dông mạnh, tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối và đêm. Mưa xuất hiện ngắt quãng nên nhiệt độ trong ngày ở các tỉnh phía Nam cũng giảm nhẹ. Cao nhất ở Tây Nguyên hạ thấp chỉ còn từ 29 đến 32 độ, còn Nam Bộ là 32 cho tới 34 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Trên cả ba khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, đều thịnh hành gió Tây Nam, trung bình đến yếu, nên tình trạng biển bình thường. Chỉ lưu ý với quý vị là mưa dông diễn ra rải rác làm cho tầm nhìn xa giảm thấp, chỉ còn từ 4 đến 10 km. Trong mưa dông, bà con cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh. Như vậy, trong ngày làm việc đầu tuần thì mưa có xu hướng gia tăng tại hai miền đất nước, cục bộ có điểm mưa to đến rất to, còn Trung Bộ nắng nóng giảm dần về diện và cường độ. Đến đây, bản tin thời tiết sáng ngày 7 tháng 6 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.